cái hình về không khí, về cái đường về áp lực và thể tích á, thì mình sẽ thấy ví dụ như đây là một cái nhịp thở của một cái máy thở thông thường, thì mình có thể sẽ rơi vào cái vùng không khí ở vùng phổi xẹp hoặc không khí ở vùng thở nở quá mức. Thì cái không khí của cái thở HO nó sẽ nằm trong cái vùng an toàn. Mình sẽ thấy là cái vùng an toàn này nó hơi thấp xuống một chút chứ không phải là nằm quá cao. Thì để mà nó không khí vùng an toàn này á, thì nó hoạt động theo một cái nguyên lý một chút xíu, thì mình sẽ nói những cái về cái cơ chế trao đổi khí của nó ha. Thì nguyên lý trong cái HO thì là mình sẽ thở ở một cái VT rất là thấp, thấp hơn cả khoảng chết luôn, và một cái tần số là khá là cao. Thì mình hoạt động theo kiểu sao, tức là bình thường á, khi mà mình cho bệnh nhân hít thở bằng cái máy thường này, tức là máy nó sẽ bơm mở cái phổi ra, nó cho nó xẹp xuống, mở ra xẹp xuống, mở ra xẹp xuống, và nó gọi là sự đóng mở lặp đi lặp lại, đúng không? Và cái sự đóng mở lặp đi lặp lại đó nó làm cho cái sự dao động của cái phổi, dao động của phổi mở ra mở vô mở ra mở vô, và nó có thể kích thích phản ứng viêm. Còn cái HO này á thì nó sẽ là đưa một cái thể tích khí nhỏ vào trong cái phổi nang của bệnh nhân, và khi nó đưa vô như vậy á, thì bệnh lúc đó bệnh nhân vẫn đang hít thở một cách bình thường. Nó đưa một thể tích nhỏ và nó đưa một cái dòng khí liên tục và rung qua đó, và khi nó đưa vô nó sẽ tạo cho một cái phổi một cái độ căng, và khi mà cái phổi nó đã căng rồi á, thì dòng khí nó cũng cứ và nó sẽ có cái đường đi ra riêng biệt. Nó không phải giống như cái phổi mà thở cái kiểu mà cung cấp bình thường là mở phổi ra, đưa vô, ngưng lại, sau đó xả ra cho khí đi ra, mà nó cứ đưa vô liên tục thì nó sẽ đi ra khí theo một con đường khác, một cái đường đặc biệt, nó không có chờ bệnh nhân. Thì khi nó đưa vậy đó thì bệnh nhân cái nào làm cái bụng nó rung. Và mình ví như là thở HO như là bệnh nhân đang được thở CPAP, và cái CPAP đó nó rung. Thì vậy nè, khi mà bạn cho bệnh nhân thở CPAP á, tức là bạn cũng đưa một cái luồng khí liên tục vào phổi bệnh nhân, đúng không? Và bệnh nhân nó sẽ hít vào, nó sẽ âm xuống, bệnh nhân thở ra nó sẽ đi dương về cái mức là cái áp lực của mình, hấp vào dương vậy đó. Còn cái này coi như là nó tàm trên ngực bệnh nhân, nó căng và nó rung, nên nó gọi là HO là CPAP cộng rung. Thì cái luồng khí nó đi vô á, thì ví dụ như mình thấy là khi cái luồng khí nó đưa vô trong phổi bệnh nhân á, nếu mà luồng khí đi rất là chậm thì đa phần cái đường biểu diễn của luồng khí nó đi vô là nó sẽ hơi có cái hình hơi tù vậy. Nếu đường khí nó đưa vô rất là nhanh thì mình sẽ thấy là cái khí nó sẽ chọc khe vô rất là mạnh, nó sẽ đẩy vô rất là cao như vậy ha. Thì thí dụ như trong lúc mà bệnh nhân hít vào thì đường khí nó đẩy vô vậy, và thường á những cái đường khí mà ở cái trung tâm á thì do nguyên lý mình đẩy nhanh vô mà, thì đường khí trung tâm á sẽ tạo thành một cái lực đưa sâu vô, còn khí ở vùng ngoài biên á thì nó sẽ cái lực nó nhẹ nhàng hơn, anh đưa vô nó tạo thành cái hình giống như vậy. Thì khí nó vẫn đang đưa vô liên tục, mà nếu như gặp lúc bệnh nhân thở ra thì sao? Gặp lúc bệnh nhân thở ra thì lúc này á, là khí nó đang đưa một cái đường thẳng trọt sâu vô đây, và lúc đó khí thở ra thì nó sẽ ra một cái lực đều nhau, thì nó sẽ đi len, nó tỏa ra, nó đi len ở cái rầm thành bên, nó đi ra ngoài, hiểu không? Giống như là thí dụ giờ tụi em chế nước vô trong một cái mà nước không thì em xỉa vô nó vô, và nếu mà này nó sẽ lan ra những cái khác. Thành ra là về mặt nguyên tắc, mặc dầu là nó không có tạo cái đi vô đi ra như cái máy thở, nhưng khí nó vẫn đi vô đi ra được. Thành ra nó vẫn không cần phải đưa một cái thể tích đầy để đầy cái phổi, mà nó chỉ cần một cái thể tích nhỏ và nó vô liên tục. Lúc đó là cái phổi nó đang căng chứa một đó rồi. Và khi với cái nguyên lý kiểu này á, là thực chất là cái khoảng chết của bệnh nhân á, nó vẫn làm đầy, mặc dầu cái thể tích em đưa vô thấp hơn khoảng chết thiệt, nhưng mà khoảng chết ở trong đó nó vẫn đang chứa đầy, nó làm cái phổi em vẫn căng. Cái thời khí em vô nó không có gì hết, nó chỉ là trao đổi, nó đưa nguồn khí vô, và những khí cũ thì nó len ngoài, nó đi ra ha. À, nó có một cái nguyên lý gọi là thông khí khoảng chết nữa, là chỗ nào, là khi mà khí em đưa vô một cái vậy đó, thì trong cái cơ thể của em á, thực ra cái phế nang của nó không phải là phế nang nào cũng giống nhau,
nó có những cái phế nang người ta gọi là đơn vị nhanh và những phế nang là đơn vị chậm. Thì những cái phế nang đơn vị nhanh này nè là những cái phế nang mà cái độ giãn nở phổi nó rất là tốt, nó nói chung là nó giãn rất là dễ, cho nên khi em đưa một cái áp lực vô thì những cái phế nang mà mềm dẻo đó nó sẽ hứng ngay cái áp lực liền, hứng áp lực liền. Còn những cái mà phế nang mà cứng, những cái phế nang mà nó cái độ căng nó kém thì lúc đó nó sẽ nhận áp lực thấp. Ở cái thì thở ra thì cái những cái phế nang mà đơn vị tiếp nhận nhanh á thì nó đẩy cái khí đẩy ra bên ngoài, cái áp lực ra bên ngoài không, đồng thời là khi đó nó vẫn dành một cái ít khí đẩy vô trong những cái phế nang mà đẩy tác dụng chậm hồi nãy á, cho nên là nó vẫn giúp cho là bệnh nhân vẫn được thông khí trong lúc thở ra nó, và nó cái nó gọi cái nguyên tắc này gọi là thông khí xảy ra trong phần khoảng chết, thì đó là cái nguyên lý của HFO là nó nằm trong cái chỗ đó. Thì khi nó trao đổi khí thì mình sẽ nhìn thấy một cái mớ rất là lăng quăng ở trên đó đúng không? Thì khi mình đưa một cái rung vô đây nè, rung vô đây thì khí nó sẽ đi đưa vào theo hai cái kiểu, một cái kiểu là dòng khí xoáy và một cái kiểu là dòng khí gọi là dòng khí tầng, lưu lượng tầng. Ví dụ em thả một cái viên đá mà xuống nước thì em thấy nó sao? Đá xuống nước thì nó sẽ lan theo kiểu là sóng lăn tăn đó, thì cái trận lan đó, đó nó gọi là lưu lượng tầng. Thì chị tại vì chị dùng từ tiếng Anh dịch ra là gọi là cái lamina flow, mà chị không hiểu lamina flow là cái gì nên chị mở lên mạng thì nó giải thích vậy đó ha. Thì nó đi khí nó đi vô, nó đi theo dạng là hai cái dạng khí. Thì đây là một cái hình để em thấy là cái vận tốc khí nó đi vào nè, vận tốc khí đi vào đó, và nó khi nó đi vào đây thì cái này là dòng khí đi ra nè, thì hai cái này nó đụng nhau ha. Thì thông thường cái này á, thì nó cái đường ở giữa nó thọc sâu vô, nhưng lại cái hình mình có, còn cái anh chàng đi ra nó đều đặn, thì khi nó đây nó sẽ trộn lại với nhau, nó trộn lẫn với nhau, hoặc là nó sẽ lãng ra đi ra ngoài và đi theo thành nó ra ngoài, đúng chưa? Theo thông thường á, trong cái phổi mình nó có những cái phần gần, những cái phần ở giữa và những cái phần ở xa. Thì do em đưa một cái luồng khí vô nó không có nhiều mà, cho nên nó ra đâu đây thôi. Và thông thường thì những cái phế nang ở gần đó nó sẽ tác động trực tiếp với sự rung này, tác động nó gần như nó hưởng hoàn toàn cái rung này luôn, đúng không? Nhưng mà ở những cái vùng mà phía này này nè thì nó là hoạt động theo cơ chế là đối lưu ha. Thì khi ở cái vùng mà phía này á, nó gọi là cái vùng đối lưu và kết toán thì nó hơi sâu hơn một chút xíu, thì lúc đó là cái luồng nó sẽ gặp là cái luồng khí đi ra, luồng khí đi vào thì nó sẽ trộn lẫn kết toán ở đây. Và những cái vùng dưới đây nó hoạt động theo cái không khí khoảng chết mà nãy mình nói á, tức là khí nó em đưa tới đây thôi thì cái này nó sẽ tự làm gọi là trao đổi đây rồi nó tự đẩy ra ngoài. Thì thành ra là tại sao mà người ta nói là tại sao mà khi mà mình cho bệnh nhân thở thông khí HFO mà mình dùng một cái lượng VT nó thấp hơn cả khoảng chết mà bệnh nhân nó vẫn giúp cho bệnh nhân trao đổi khí được, là thông qua những cái cơ chế như vậy, chứ không phải giống như là cái kiểu kia là phải đẩy một luồng khí vô rồi hoạt động trong đó hết ra là lấy CO2 sẽ đi ra ngoài ha. Rồi thì nói hôm nay là trên một cái HFO nó chỉ có mấy thông số thôi. Thứ nhất là mod HFO là không bàn cãi nữa ha. Thứ hai là mình sẽ cài đặt cái mod, đặt cái mod. Thứ ba là cái độ rung quanh cái mod đó, rung quanh đó, và mình cần nó rung bao nhiêu lần trong một phút thì nó gọi là tần số. Đúng rồi, tần số rung, nó không phải là tần số thở. Thật ra bệnh nhân vẫn đang thở là theo tự nhiên của bệnh nhân, cho nên có những cái máy thở mình sẽ thấy nó để là CPAP cộng HFO là nó đó ha. Thì bệnh nhân vẫn hít thở bình thường, hít thở bình thường. Bệnh nhân đó, nếu bệnh nhân không thở thì tần số bệnh nhân là, nếu bệnh nhân không thở thì nó chỉ là rung thôi, rung gì là rung thôi. Còn mấy bệnh nhân có thở thì kệ bệnh nhân có hít vào thì nó vẫn rung như thế, bệnh nhân có thở ra nó vẫn rung như thế. Nghĩa là bệnh nhân không thở là vẫn nó chỉ rung không, vẫn là nó vẫn rung, nó vẫn rung và nó vẫn đưa một cái thể tích nước vô. Thì nếu như bệnh nhân có hít thì lúc đó là mình sẽ quay lại cái hình này hít vô. Còn bệnh nhân thở ra thì nó là cái hình này thở ra, coi như là nó không có quan tâm cái chuyện bệnh nhân nó hít thở gì, nó cứ việc tạo cái rung, bởi vì nó đã cung cấp một cái lượng ban đầu á để tạo cái áp lực như là mình cài đặt là cái map là nhiêu rồi. Rồi thì á nó có bao nhiêu đó thông số thôi, cho nên là ví dụ như đơn giản để mà oxy hóa máu của nó thì là map
FeO2 mình thấy không, nó đơn giản, nó không cần đòi hỏi phải B, T, I, T, O, nó không có đòi BI, B, 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 cái gì ở trong này hết trơn, nó chỉ là một con số map mình cài trên map, một con số FeO2 mình cài trên map, đúng không? Rồi, thì như vậy thì nó oxy máu trong qua cái số này, còn để nó thông khí thì trên máy á, thông thường á, thì nó, những cái máy mới á, nó có cái giá trị là DCO2. Thì cái giá trị DCO2 này nó gọi nôm na là, gọi là, nó gọi nôm na là cái CO2 mà trao đổi tại phế nang, hay là nó đại diện cho cái đại lượng là thải cái CO2 ra khỏi phế nang á. Thì cái DCO2 nó đo bằng cái công thức, mình có thể nói là thông khí Phúc cũng được. Ngày xưa một số người gọi cái này là thông khí Phúc á, nhưng mà thật ra nó thực sự nó không phải là thông khí Phúc, mà nó là một cái không khí mà xảy ra tại phế nang gì đó. Thì nó sẽ giúp cho thải CO2, thì nếu như cái DCO2 này cao thì bệnh nhân sẽ được thải CO2 tốt hơn. DCO2 này thấp thì bệnh nhân sẽ bị ứ CO2. Thì nó tính bằng công thức là tần số là cái frequency này nè nhân với VT bình phương ha. Và cái VT này thì thường nó phụ thuộc vào hai cái giá trị là tần số và delta B. Delta B ở đây nó không phải là BI trừ B, BEB, BIB trong cái kiểu kia, mà delta B nó đây là cái amplitude dao động xung quanh của cái độ rung này. Thì cái delta B này á là cái này, thì nếu như mình để cái delta B lớn lên, để delta B lớn lên thì nó sẽ làm cho cái VT ha, cái này nó lớn lên, cho nên là nó sẽ làm cho DCO2 nó tăng lên, bệnh nhân được thông khí tốt hơn. Còn nếu như mình để cái tần số này mà gọi là tần số cao, khi mà để tần số cao thì mỗi một khoảng cách này nó nhỏ và cái VT này nó sẽ nhỏ. Còn nếu mình để tần số thấp thì khoảng cách này nó sẽ lớn và cái VT nó sẽ lớn. Thì như vậy sao, nếu như mình gia tăng cái delta B thì nó sẽ làm cho cải thiện cái VT và cải thiện cái nó là thông khí tốt hơn, nó giảm ứ CO2. Khi mình giảm tần số xuống nó làm cho VT gia tăng và nó sẽ làm giảm cái CO2 ha. Nhớ cái đó. Thì khi người ta so sánh cái CMV á, thì thông thường tần số mình để không ai thở tới 150 đâu, mấy chục thôi, nhưng mà nói chung là cái thở cô điển á tối đa là tới 250 thôi. Còn cái HFO thì mình có thể thở từ 2 hẹt, từ 3 hẹt ha, 180 lên tới 900 lần, 900 lần là 15 hẹt. Đúng không? VT trong cái thở CV thông thường nó từ 4 đến 7. Còn HFO thì nó dao động từ 0.1 đến 0.4 đến khoảng 4, nhưng mà thông thường người ta lấy cái mốc khoảng 1 đến 3 thôi. Thông thường khoảng 1 đến 3. Và cái thể tích ở cuối kỳ thở ra của mốc CV thì thường nó thấp. Tại vì sao? Nó đưa theo kiểu là cái thể tích nó đưa vô một cái thể tích, sau đó bệnh nhân có hít vào thở ra. Còn trong cái FV này nè thì bệnh nhân có hít vào hay thở ra hay cái gì thì thể tích nó đều là hằng định, và nó gọi là nó bình thường, nó không bị giảm đi, nó không bị thấp đi, nó không bị lớn lên, nói chung là lúc nào nó vẫn giữ một thể tích, tạo một cái độ căng ở trong phổi, luôn luôn tạo độ căng trong phổi, cho nên mình có thể gọi nó là si bát, cái lúc nào phổi nó cũng căng. Và có một số người ta dùng cái từ, thay vì ta dùng từ là áp lực map, nhưng mà đường thở ta gồm có thể dùng từ là distending pressure được. Nói chung là nó tạo một áp lực căng trong cái phổi đó. Thì khi trao đổi khí trong CMV chỉ là trao đổi theo kiểu đối lưu thôi, tức là khí nó đưa vô đưa ra, đưa vô đưa ra. Còn mình nãy mình thấy cái cơ chế trao đổi rất là phức tạp, nhiều cơ chế, nó hoạt động loạn xạ, khuếch tán, đối lưu, rồi trong là không khí phế nang, không khí khoảng chết, rồi không khí song song, không khí bù trừ, tùm lum đó hết á. Rồi rồi xoắn xoáy những dòng khí đi ra đi vô, nó gặp nhau nó xoáy trong đó, đó là anh đó hết. Rồi. Thì trong CMV á, thì hồi nãy mình học rồi, cái điều chỉnh oxy và CO2 của mình trời ơi, nó rất là mệt, nó dính dáng đến nhau, nó liên quan đến nhau. Còn mình thấy rõ ràng, quay lại cái hình này, điều chỉnh oxy và thông khí nó hoàn toàn là độc lập với nhau, không có dính đến nhau ha. Và trong cái CMV á, thì nó chỉ chủ động vào cái thì hít vào thôi, thở ra thụ động. Còn trong phần HFO là bệnh nhân phải luôn luôn chủ động hít vào và thở ra, gần như bệnh luôn luôn chủ động của bệnh nhân, máy nó không có quan tâm gì nhiều, bệnh nhân hít vào thở ra. Bệnh nhân nó hoàn hoạt động, coi như là nó là chủ động. Khi mình thở HFO là bệnh nhân phải tự thở được. Bệnh nhân không tự thở cũng không sao.
bệnh nhân không có tự thở cũng sao, tại máy nó vẫn đưa một cái áp lực vô, nó tạo độ rung 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 rung, nó tạo rung trong đó và nó vẫn gây ra cái cơ chế kích thích cơ thể giống như kê vậy đó. Nhưng mà còn trong cái thở thông thường á thì là nó đưa vô thôi, nó đưa máy nó chủ động được cái đoạn đó rồi nó đưa ra trong cái kê thì cái thằng mà HFO á nó đơn giản hơn rất là nhiều luôn, nó không có phức tạp, nó không có gọi rắc rối như là cái kiểu mà thở bình thường. À, thì nó có lợi ích gì? Thì mình thấy là bởi vì nó dùng một cái áp lực xuyên suốt cho bệnh nhân, là một cái áp lực, một cái gọi là áp lực để mở phổi, nó xuyên suốt cho nên phổi lúc nào cũng được mở. Phổi lúc nào cũng được mở, thành ra lúc nào nó vẫn nằm, cái phổi nó luôn nằm trong cái khoảng an, cái cửa sổ an toàn. Nó không bị rơi vào tình huống là cái áp lực phổi nó bị giảm xuống cái vùng xẹp. Cái áp lực phổi không bị rớt xuống vùng xẹp và cái áp lực phổi nó không bị tăng lên trên cái vùng mà vùng tăng không khí phía trên, áp lực nó không bị đẩy đi ra khỏi cái vùng đó, cho nên là nó luôn luôn nằm trên đó và nó nằm luôn luôn mở phổi và cái phổi nó căng đúng với cái thể tích mà mình cho bệnh nhân, nó nằm ở trong cái vùng đó cho nên bệnh nhân sẽ không bị chấn thương do áp lực hay thể tích gì cả. Và cái trường kiểm soát CO2 nó độc lập với oxy và mình chủ động trong cái chuyện này được, mình sẽ điều chỉnh bằng hạt của mình, bằng cái amplitude của mình. Cho nên những cái bệnh nhân mà mình cho thở máy thường á, mà ứng CO2 á, mình chuyển qua cái máy này, nó giải quyết CO2 rất là tốt. Nhưng nó có một số trường hợp lưu ý trong tắc nghẽn hồi đó sao ha. Và cái nữa đó thì nó có cải thiện chức năng tim ở chỗ nào? Bởi vì á, nó tạo một cái áp lực rất là hằng định trong phổi nó. Nó không bị những lúc mà áp lực vọt lên cao bởi vì thành ra cái tim nó sẽ không có bị chập chờn theo cái kiểu như là cái trong cái kiểu thở thường, nó áp lực lên cao thì nó sẽ làm cản trở dòng máu của tim đó, coi như lúc nào nó cũng hằng định. Và chưa kể cái động tác cái phổi nó như nè thì nó sẽ bụp lên trên cái tim, nó làm cho cái tim nó tác động tương tác tim, nó cũng làm cho cái tim nó không tốt. Nhưng mà nó có một số cái thì khi mà trẻ rất là nặng thì nó có thể là ảnh hưởng chức năng tim. Tức là người ta để ý thấy có một số trường hợp đứa nhỏ nó ta cho thở HFO vô đột ngột vô, tại vì bình thường á là cái áp lực trong phổi nó từ thấp nó tăng lên cao, nó về thấp nó tăng lên cao, nó về thấp, thì cái này tự nhiên đột ngột mình đưa vô một cái áp lực cao thì nó có thể là ảnh hưởng đến chức năng tim ở đó, tự nhiên là nó có thể làm cho đứa nhỏ nó rơi vào sốc, tụt huyết áp. Nhưng mình chỉ cần điều chỉnh đứa nhỏ nó ổn định, nó dung nạp được là ok. Rồi cái thứ hai nữa đó ha, thì á có một số trường hợp nó bởi vì nó cứ treo máy luôn, nó treo vậy đó, áp lực vậy đó, thì đôi khi cái dòng máu nó về tim lại không được tốt. Mặc dầu là đúng là kêu từ đầu mình nói là cái chuyện mà nó không có bị căng giãn, nó không tác động lên tim nó tổn, nhưng mà chính vì nó lại lúc nào nó cũng treo cái áp lực như vậy, nó cũng có thể làm cản trở chức năng tim, đặc biệt là đứa nặng, đặc biệt những đứa mà cái nó nguy cơ là sốc mà mình để cái máp mình để cao, nó nặng mình phải để máp lên tới 18-20 thì này nọ đó. Và những trường hợp những cái tim mà nó bị tắc nghẽn tim á, nó bị không có thoát khí ra được á, nó không thoát máu ra ngoài được á, thì cái này nó sẽ càng làm trầm trọng hơn chuyện đó nữa. Và nó sẽ nặng tình trạng bậy khí ở chỗ nào, như nãy mình nói là nó chủ động nó kiểm soát CO2 rất là tốt, tuy nhiên là trong những tình huống là cái đường thở của nó bị hẹp, thì bình thường ví dụ như khi mình thở vào cái kiểu kia thì mình sẽ đẩy cái đường thở nó mở ra rồi sau đó mình cho nó ra, thì cái này bởi vì cái thể tích mình đưa vô nó nhỏ quá, cho nên là nó thể tích nó đưa vô nó đang bị tắc nghẽn sau đó không, thì đứng cái thể tích mình đưa vô nhỏ cho nên nó đi vô được tốt, nhưng hồi nó đi ra nó ra không có đường để ra. Coi như là mình thấy trên cái đường thở nó thì nguyên lý là cái đường khí nó đi vào, nó sẽ đi vào ở trung tâm, còn khí đi ra nó sẽ đi ra len lỏi ngoài biên của cái đường thở đó, và hai hoạt động nó đang hoạt động song song với nhau, cho nên trong đường thở nó bị hẹp lại, thì mình nghĩ là nó có đủ chỗ để cho hai cái thằng mà đi vô đi ra không, nó rất là khó, thành ra nó sẽ khí nó chỉ đi vào thôi mà nó không có đi ra, cho nên những cái tình huống đó bệnh nhân sẽ bị ứ CO2 nặng hơn, những thằng mình bị tắc nghẽn bị hẹp đường thở nó sẽ ứ CO2 nặng hơn.
thành ra là mình dùng nó, mặc dù mình theo những nãy giờ mình giải thích ở trên ồ nó tuyệt vời lắm, nhưng mà nó cũng có những tình huống bất lợi như vậy. Rồi thì mình sẽ chỉ định trong trường hợp là bệnh nhân thất bại với thở máy thông thường, thì thở máy thông thường thì đa phần là mình phải đẩy một áp lực lên cao ha, thì như vậy á, nó sẽ gây ra là tổn thương phổi do cái tầng ở cái vùng mỏ chim phía trên á, cho nên là những đứa đó ta chuyển qua thở HFO. Hoặc là ứng CO2 thì mình cũng chuyển HFO luôn, nhưng mà phải nhớ là nếu ứng CO2 do bệnh lý phổi thôi, còn nếu ứng CO2 mà do hẹp đường thở thì coi chừng mình chuyển qua máy nó sẽ nặng hơn ha, thành ra là chống chỉ định trong hợp tác nghĩa được thứ nặng là vậy đó. Rồi trong những cái xuất huyết não cũng vậy, tại vì áp lực cho mình áp lực nó căng nó có thể làm cho nó tình trạng phổi tăng áp lực trên đó nhiều hơn, nó gây xuất huyết não nặng hơn, hoặc là sốc nặng là coi chừng thở HFO nó rất là sốc hơn nữa đó. Rồi thì bây giờ ha, mình những cái thông số mình cài đặt thì nói chung là lâm na là mát ha, là áp lực trung bình của đường thở, thì lúc nào cái đường thở bệnh nhân cũng giữ một áp lực như vậy, và nó còn gọi là áp lực căng, và nó sẽ giúp cho mở phổi và nó quyết định cơ oxy của bệnh nhân. Còn cái delta B hay là amplitude là sự di động xung quanh cái đó, sự di động xung quanh của cái áp lực trung bình đường thở đó, và nó sẽ quyết định cái CO2 cho bệnh nhân. Rồi còn tần số là số lần rung trong một phút đúng không? Thì thí dụ như nếu mình cài một hẹt tức là 60 lần, mình cài 10 hẹt là 600 lần, mình cài 15 hẹt là 900 lần. Thì đối với những đứa trẻ càng nhỏ đó thì thông thường tần số nó càng cao. Là tại sao? Những đứa nó nhỏ thì phổi nó nhỏ, dung tích nó nhỏ. Mà mình biết là tần số cao thì VT nó nhỏ. Đúng không? Nếu như những cái đứa mà nó nhỏ mà mình để tần số nó thấp á, thì thường cái VT nó sẽ lớn, VT nó lớn thì nó không phù hợp với cái phổi của nó. Rồi và tại sao không có sự nói là cái này nó chỉ ảnh hưởng CO2 mà nó không phải là quyết định CO2, là tại vì á, trong hồi nãy cái công thức của mình á là D CO2 nó bằng là F nhân với lại VT bình thường, đúng không? Thành ra khi mà mình giảm cái F xuống thì nó sẽ giúp cho VT mình lớn hơn. Đó, thành ra là khi mình giảm F xuống VT lớn hơn thì nó giúp cải thiện CO2, và nó chỉ ảnh hưởng thôi. Và đây mình sẽ tính con số đó, mình không biết thay đổi bao nhiêu. Trong khi nếu mình không coi, không có đụng chạm đến cái F hết, mình chỉ chỉnh cái amplitude thôi, thì thật sự đúng là cái F nhân cái VT bình phương của mình đó là nó sẽ cải thiện rõ rệt. Còn cái này là nó có ảnh hưởng, nhưng mà thực tế đúng là khi mình giảm hẹt, ví dụ mình giảm chừng 1-2 hẹt, trong khi VT bình phương nó tăng lên nhiều, nó tăng lên tới nhân lên double, lên là số mũ được, theo cái số mũ được, cho nên là thực sự là nó cũng làm cho cũng có quyết định CO2 một phần, ảnh hưởng một phần. Thì bây giờ mình quay lại một cái hình, thì mình sẽ thấy cái hình này á, đây là một cái thở bình thường của bệnh nhân nè, hít vào và thở ra, đúng chưa? Thì bây giờ á, nếu khi và mình thấy đó, ở cái một cái bệnh nhân mà hít vào thở ra thì trên một cái mặt cắt, trên cùng một áp lực, thì như vậy nếu như bệnh nhân đang cái vùng áp lực đó ở vùng hít vào thì VT nó thấp, nhưng nếu áp lực đó đang nằm trên cái nhánh thở ra thì VT nó sẽ lớn. À, đây là cái mà mình sẽ thấy hít inflation là hít vào ha, hít vào thở ra trên cùng một áp lực, trên cùng một áp lực trên phổi, thì tại nếu như bệnh nhân đang hoạt động ở cái vùng thở ra thì VT nó sẽ lớn hơn. Thì như vậy mình nãy mình đang nói mình cho pháp ô, tức là mình sẽ cho cái phổi nó dừng lại một cái lực nào đó, một cái map nào đó, một cái lực căng nào đó, và nó quanh cái đó, đúng không? Thành ra nếu như mà mình để bệnh nhân, cái áp lực bệnh nhân nó rơi vào chỗ này thì nó rung ngay đây, đúng không? Và lúc này thể tích phổi nó có một giây thôi. Nhưng nếu như mình cho bệnh nhân áp lực đó nhưng mà rung ở cái này, cũng là một mức áp lực, đúng không? Nhưng mà nếu bệnh nhân rung ở cái nhánh thở ra như vậy á, thì mình sẽ thấy là cái VT nó sẽ tốt hơn ha. Thì mình nhìn cái hình này để mình làm chuyện gì? Từ từ nha, mình làm cái chuyện này. Thí dụ như ban đầu làm cái phở phổi đó, ban đầu lúc mà mình mới cho bệnh nhân thở máy HFO, mình cài mát là 6 đến 8 cm nước,
thì mình thấy nó sẽ khởi đầu ở cái đoạn giống như cái giá trị bip khi mình thở máy thường không ha. Thì khi mình làm cái này xong cái mình cho một cái FiO2 nào đó, ví dụ như cái này nó phải cần FiO2 tới 100% hoặc là 80-90% gì đó để SpO2 của mình nằm trong khoảng bình thường. Rồi sau đó mình sẽ tăng cái mát lên 2 cm nước. Mình tăng hát lên 2 cm nước xong mình thấy là oxy bệnh nhân vẫn đang tốt, thế thì mình sẽ giảm FiO2 xuống ha. Đó, giảm khoảng 5-10%, mình chờ khoảng 2-3 phút, xong cái mình lại đẩy cái mát lên khoảng 2 cm nước, mình thấy oxy bệnh nhân cải thiện tốt hơn lên 98-99%. Cái mình lại giảm FiO2 xuống 5-10%, tức là mình cứ làm dần như vậy đến khi nào mà ở một cái mức áp lực nào đó mà FiO2 của mình nó đã giảm dưới 30% thì cái chỗ đó gọi là áp lực mỡ. À, hoặc là nếu mà không phải FiO2 nó giảm dưới 30% mà mình tăng lên rồi mà mình không có thể giảm FiO2 xuống được, mình tăng lên tiếp 2 cm mà FiO2 mình cũng không giảm xuống được, không, tức là 3 lần liên tiếp như vậy, nghĩa là ở cái đó áp lực của nó là gọi là áp lực mỡ rồi. Thì nó sẽ tương ứng với lại là em mình đang đẩy cái đường nó đi lên vậy nè, lên tới đây, lên cái áp lực mỡ đâu đây, đúng không? Thì sau đó mình sẽ làm cái chuyện là mình sẽ thả nó về, mình sẽ giảm máp xuống từ từ, giảm xuống, tức là mình sẽ giảm xuống mỗi 2 cm nước, cứ giảm dần, và đến một cái giảm nào đó mà nó tụt SpO2 thì mình gọi đó áp lực đóng. Tức là mình đang nãy mình đang thả lên đúng không, mình đang tăng lên chứ mình thả nó về, nó sẽ đi theo đường này, và cái chỗ nào đó mình gọi là áp lực đóng, đâu đó trên đây nó mở dưới đây áp lực đóng, đúng chưa? Thì sau khi mình đã biết được cái chỗ áp lực đóng rồi và mình sẽ đẩy mát thẳng lên nha, hồi nãy là mình đi dần mình dò dần coi như mình đẩy thẳng lên, hồi nãy dù như nãy mình đo được cái áp lực mở nó khoảng 20 ha, khoảng 20 đi, rồi nãy mình tìm áp lực đóng khoảng 10 đi, thì bây giờ mình đẩy lên là 20, mình đẩy lên 20, mình tức là mình đang làm cái đẩy giọt nó lên, đẩy giọt nó lên lại cái chỗ này, đẩy giọt lên chỗ này, mở phổi ra đó. Rồi thì mình đẩy giọt lên cái đó rồi xong mình chờ vài phút cho nó mở phổi ra, cái mình đưa nó về, đưa nó về lại, nãy mình tìm áp lực đóng là 10, mình cho nó đều về 12, cao hơn được 2 cm nước, và mình gọi cái đó là mát tối ưu. Tức là mình đã đưa nó mở phổi, nó nằm, bệnh nhân nó đang rung ở cái nhánh thở ra chứ nó không phải rung ở nhánh thở vào. Ok, thì đó là cái nghiệm mát tối phổi. Thì khi mình cài đặt con số ban đầu á thì mình có nhiều cái cách để mình cài đặt. Một á là mình coi trên cái máy cũ. Cái máy cũ á, cái áp lực trung bình đường thở trên cái máy cũ mình, trên máy nó có con số, ví dụ mình thấy đang là khoảng 14 thì mình chuyển qua đây mình đặt cao hơn, mình đặt 16 ha. Đó là nếu mà mình sử dụng chiến lược huy động phổi. Còn mình sử dụng chiến lược bảo vệ phổi thì thường nó là những cái đứa mà nó bị tràn khí, cái đứa phổi nó bị tổn thương và mà bây giờ nó xấu mà mình muốn tăng cái thông số nó lên không được, mình tăng số nó lên nữa thì nó càng khí thở nặng hơn, thì khi đó mình chuyển qua cái HO ha, và mình sẽ giữ cái mát nó bằng với mát bên máy cũ. Tại vì cái này mình đưa một thứ nhỏ, nó sẽ không giống như bên phổi kia là một cái tung ra hoặc đứng tung ra, mà qua đây nó nhỏ cho nên nó bảo vệ phổi. Thì khi đá mát bằng cũ, hoặc là mình có thể là làm sử dụng mát bỏ phổi giống như nãy giờ mình nói, tức là mình khởi đầu từ một cái thấp, mình tăng dần lên để mình tìm cái mát tối ưu nằm chỗ nào, đúng không? Và thông thường thì sau khi mình chỉnh cái mát vào đó thì mình nhớ một chút xíu mình sẽ phải coi lại khí máu với x-quang, coi là mình chỉnh đã phù hợp chưa. Rồi thì phát bộ phổi mình nắp rồi ha. Cái à, nãy giờ mình đang cài cái mát, bây giờ mình cài cái amplitude. Thì á, cái amplitude này nè rất là ít tài liệu cho mình biết nó là bao nhiêu, gần như người ta chỉ nói là nhìn xem cái ngực em bé nó có rung hay không, nó rung gọi là nó dùng cái từ là visible, tức là rung nhìn thấy được. À, thì có một cái tài liệu của một cái guideline, nhớ guideline nào nữa, mà nó nói là có thể là ước lượng chần là cái amplitude này khoảng 2 lần mát. Dĩ nhiên là mình cài đồng hồ mình sẽ điều chỉnh lại nữa, nhưng mà thông thường nó khoảng ở đó. Thì cái độ rung của lồng ngực á thì nó rung đâu khoảng tới
tới bụng, tới khoảng cái xương mu, chứ đừng có rung luôn xuống dưới nữa, rung cỡ tới bụng, rúng cái xương mu thôi. Và cái nếu như mà mình thấy là cái bụng nó rung mà cái ngực không rung thì là cái thằng này công nhân phổi nó té kém vậy đó. Và mà mình sẽ làm cái khí máu để mình coi âm tính nó khoảng bao nhiêu ha. Rồi nếu như mà mình xài cái máy thở của mình là HFO mà cộng với Volgranti á, thì lúc đó mình hãy bật cái Volgranti lên, mình khởi động cái, mình cho cái đó nó hoạt động ha. Và thường mình sẽ cài cái VT là 20 lít ký. Và bởi nếu mà mình nhìn trên cái hình biểu đồ đó, ví dụ như bình thường á, mình cài amplitude thì nó rung rung vậy nè. Khi mình chuyển qua cái này á, thì thông thường nhiều khi mình sẽ thấy nó rung thấp hơn. Và cái B mình cài, cái amplitude mình cài là amplitude tối đa cho phép. Thì như vậy, volume guarantee trong máy thở thường là cái volume guarantee nó quyết định cái DI để cho ra cái volume guarantee. Còn volume guarantee trong cái máy này á, là liên quan đến cái amplitude. Tại vì trong cái máy thở bình thường á, là nó sẽ là được đóng mở lặp lại của phế nang. Còn trong cái máy cô á, là lúc nào áp lực trong phổi bệnh nhân cũng hoàn định, nhưng mà nó sẽ nó dao động quanh cái đó, và chính cái sự dao động quanh cái đó nó sẽ làm tổn thương phổi do thể tích. Cho nên người ta giới hạn thể tích, người ta đảm bảo thể tích là đảm bảo thể tích của cái sự rung 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 rung, rung quanh cái đường đó. Cho nên lúc đó người ta cài cái đen, cái amplitude max. Thì thường amplitude max nó cao hơn ở khung cần thiết khoảng 10-15%. Thì mấy mốt chuyện nào có máy thở đi rồi mình quay lại mình đọc lại cái này. Rồi còn cái tần số á, nãy giờ là mình có ba cái bên cài thôi, là max ha, amplitude, bây giờ mình cài đến tần số. Thì mình cài tần số thì mình sẽ cài theo cái mức độ ứ CO2. Cái thông thường nếu dụ như mà CO2 nó ứ quá thì có thể là cái tần số mình nó hơi thấp hơn. Đó, ví dụ CO2 nó không ứ thì có thể tần số mình có thể lấy cao được. Thì đa phần á, thí dụ như một cái đứa trẻ mà non á thì đa phần cái tần số của nó thường khoảng từ 10, 12 trở lên. Còn những đứa đủ tháng thì nó nằm trong khoảng 8 đến 12 thôi. Thì nếu mà cài ban đầu mình chưa biết gì mình cứ cài 10 đi. Đủ tháng, đủ tháng mình cứ cài 10 đi, rồi xong mình sẽ chỉnh sau. Rồi những cái, tại vì nãy mình nói là những đứa nhỏ non tháng á, là nó nhỏ, cái phổi nó nhỏ, cho nên là cái thể tích của nó thường nhỏ, thể tích nó thường nhỏ cho nên cái hẹp cao. Còn những cái thằng mà đủ tháng nè, nó phổi nó to, nó cần thể tích nhiều, cho nên cái hẹp nó phải thấp lại. Và trong những cái bệnh lý, ví dụ những bệnh lý như là hít phân su, thì hít phân su là cái phổi nó sẽ ứ khí, đúng không? Thì thường á, mình đừng có cài cái hẹp nó nhiều. Tại vì cái hẹp nó là mình hẹp càng nhiều chừng nào khí nó đưa vô cái nhỏ nhỏ nhỏ, thể tích nó càng nhỏ nó đưa vô càng dễ đi ra khó. Còn những cái hẹp nó thấp nè thì thể tích nó đi vào đường ống lớn thì đi ra cũng dễ hơn. Rồi nếu như mà khí phế thủng mô kẽ là những cái thằng mà chụp lên là mình thấy cái phổi nó cũng gần giống như hở phân su vậy đó, nhưng mà nó không phải là bệnh cảnh phân su, thường bệnh cảnh là nó nở máy kéo dài, thì thông thường người ta cũng cài cái tần số của nó cũng thấp thôi. Và trong cái này nha thì luôn luôn cài đặt là y trên ơ là 1/2. Tại vì thật sự nha, y trên ơ này là cái của bệnh nhân á, thì nếu như mà thông thường á mình cài là y trên ơ 1/2 thì đa phần là một cái thời gian TI là bình thường của bệnh nhân nó sẽ là 0.33 giây, còn TE nó là 0.66 giây. Tại mình tính chung trong một phút là mấy trăm lần thì không cần biết, mà tổng ra hết á thì TI của bệnh nhân nó sẽ là 0.33. rồi thì á, khi mình cho bệnh nhân thở FO, mình cài những thông số xong ha, nãy giờ mình thấy mình không hề nhắc đến FiO2, trong cái máy thở kia cũng không nhắc FiO2. Bởi vì FiO2 là một cái đại lượng mà mình sử dụng ở cái mức tối thiểu để đảm bảo được oxy. Mà nếu như mình cài những cái áp lực tốt từ MAP, từ BI, từ VIP, từ DI, nói chung những cái gì mình cài tốt thì thường FiO2 nó cần không quá 30%. Thì khi mình đánh giá bệnh nhân ha, mình sẽ xem cái độ rung lồng ngực, xem nó có tương đối hay không. Thì thông thường khi mà cái mình mà một cái đứa nhỏ mà thở máy thường á, thì mình đặt ống nghe thì mình sẽ nghe được cái phế âm thay đổi trong đó. Nhưng còn đa phần á, trong HFO á, thì mình gần như là mình nghe là nghe tiếng rung của máy, cho nên là đa phần người ta cũng sẽ không có nghe, người ta nhìn thôi, nhìn độ rung của lồng ngực với lại người nhìn xem nó tương đối hay không. Nhưng mà thật ra bản thân mình làm quen rồi, cho nên mình cũng có thói quen là mình sẽ nghe, mình nghe mình cũng thấy nhiều cái hay lắm. Khi mình nghe trong đó mình nghe cắt 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 cắt
là mình biết là ở ngoài máy nó có chuyện rồi ha. Mình nghe là mình biết là đủ rồi, mình nghe là mình biết là lớn rồi. Nói chung là mình nghe để mình tìm cái âm thanh nào nó quen thuộc với mình. Nên em vẫn có thói quen là em nghe, mặc dầu người ta khuyến cáo là không nên nghe, thì nghe rất là không, thực sự là mình không còn nghe đúng cái âm thổi của mình, cái tiếng thở của bệnh nhân, không sử là cái rì rào phế nang như là một cái tiếng thở mình. Mình nên nghe là nghe cái độ rung ở trong đó đó. Rồi cái DCO2 thì nó có đo đơn vị là ml bình giây, ml bình phương trên giây, thì nó sẽ cần là khoảng từ 40 đến 80 trên một kg cân nặng. Ví dụ như đứa nhỏ nó 2 kg thì mình sẽ ngó thì cái DCO2 của nó sẽ là khoảng là khoảng từ 80 cho đến 160, nếu nó nằm trong khoảng đó là được. Đó. Như nãy cái trong tại vì mấy mốt có cái máy thở đi nha, có máy thở HFO thì mọi người sẽ để ý mình kỹ cái chỗ VT, cái chỗ mà DCO2 mình nhìn cái đó ha. Rồi, X-quang phổi thì mình sẽ chụp trong vòng 1 đến 2 giờ. Thì trong X-quang phổi mình sẽ coi được cái vòng hành. Thì ví dụ như mình cài mà cái map tốt á, cái map đủ á, thì vòng hành nó khoảng liên sườn 89. Còn ví dụ như vòng hành nó thấp hơn cái đó là mình cài map thấp. Nếu như vòng hành nó tới hơn tới 10, tới liên sườn 10 thì là mình đã cài làm cho cái phổi nó bị giãn quá rồi, mình phải giảm cái map lại. Rồi trong cái khí máu á, khí máu thì mình có thể là thực hiện khí máu trong vòng là nửa tiếng đến một tiếng. Thì khi mình coi khí máu thì mình sẽ coi cái BOC và BCO2 theo mục tiêu của cái bệnh lý mình đang điều trị đó. Thì để mình điều chỉnh thì mình điều chỉnh cái gì? Thì mình thấy ha, nếu như mà BOC mà nó thấp thì mình tăng máp lên, tăng FiO2 lên, đúng không? Nhưng mà chú ý là cố gắng là tăng máp chứ đừng đụng đến FiO2 ha. Máp thì nó sẽ là tăng từ 1-2 cm nước. Còn oxy tốt thì giảm oxy xuống, giảm máp xuống, đúng không? Nếu bệnh nhân bị ứ CO2 thì thường là mình sẽ tăng cái delta B này lên, thường khoảng 10%. Ví dụ như đang delta B đang 30, tăng lên khoảng 33, khoảng đó, khoảng thôi nha, chứ không phải là bắt buộc ha. Rồi nếu CO2 thấp thì mình sẽ giảm cái delta B xuống, đúng không? Thông thường á, thì mình khi chỉnh đầu tiên là cái lựa chọn chỉnh đầu tiên trong CO2 là chỉnh delta B, amplitude, đúng không? Trong trường hợp mình đã tăng cái delta B rồi, delta B nó cao rồi, 40, 50, 60, nghĩa là bây giờ mình tăng nữa không được đâu, mình tăng nữa là nó sẽ tổn thương phổi đó, giảm tần số xuống. Nếu CO2 nó còn ứng thì giảm tần số xuống. Thì nói chung đa phần đó là người ta khuyến cáo là delta B không được quá 60. Nhưng mà có những cái máy nó giới hạn delta B của mình có 40 thôi, mình không được tăng hơn 40. Rồi. Thì đó, cái mình có cái biểu đồ này để mình nhìn thấy ha, là tăng máp thì tăng oxy, như vậy giảm máp thì giảm oxy. Tăng delta B thì giảm CO2. Giảm delta B sẽ tăng CO2. Tăng tần số thì sẽ tăng CO2. Giảm tần số sẽ giảm CO2. Rồi, cái này mình nhớ để mình đừng có lộn nè. Rồi, nếu như mình thở HFO với VG thì sao? Tại trong HFO với VG á, là mình đâu có cài đặt delta B đâu, mình cài đặt delta B max. Cho nên mình trong đó thì mình đặt VT. Cho nên nếu CO2 thấp, tức là không khí tốt rồi, nên mình cần giảm cái VT và giảm thấp lắm. Nãy VT mình cài có khoảng 2 thôi. Ha. Hoặc nói chung là trong khoảng từ 1 đến 3 đó. 1.5 cho đến 2 á, thì đó, thì nay mình giảm cái VT từ 0.1 đến 0.2 lít. Còn nếu mà BCO2 cao, nãy giờ đang nói là lít ký nha, trên ký nha, thì nếu mà CO2 cao, ứ CO2 thì mình sẽ cho phép tăng VT lên từ 0.1 đến 0.2 lít ký, tối đa là 3 lít ký tổng cộng, tức là cái VT trên máy biểu hiện là 3 lít so với ký. Nếu mà còn ứ CO2 thì giảm F xuống. Đó, cái này nó thấy nó đơn giản hơn cái máy thường. Rồi, một số tình huống mà đang thở máy thì nó xảy ra chuyện như cái tràn khí. Thì tràn khí thông thường nó sẽ làm giảm oxy đột ngột, tăng CO2 đột ngột ha. Hoặc là mình nhìn á, lồng ngực nó không có cân đối, nó rung bên kia nó mới rung. Ha, cái delta B nó thay đổi rất là nhanh, một nó sẽ tăng lên hoặc nó giảm xuống gì đó. Nói chung là đây là những cái là để mình nghĩ là coi như bệnh nhân là tràn khí. Rồi có thể là tài khí dưới da, thăm khám thấy như vậy.
Còn nếu mà nó tắc nghẽn nội khí quản thì thường nó sẽ tăng CO2 đột ngột và nó không, mình không có kiểm soát được, mình điều chỉnh thông số không được, cho nên lúc đó phải coi có bị tắc đàm không, cần phải hút đàm ha. Hoặc là tắc nghẽn, mà tắc nghẽn dạng như là nó tắc ở bên trong á, bên trong có đôi khi mình phải tăng decibel để cho nó tăng cái amplitude lên để cho nó giải phóng cái tắc nghẽn ở bên trong. Rồi. Thì nếu như bệnh nhân tụt huyết áp, nãy mình nói trong khi mình cài đặt máy thở đó, có thể là bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp. Ban đầu lúc mới cài thì mình sẽ coi cái bệnh nhân có cạn khí không, có bị cạn khí gì không để mình xử lý, hoặc là mình coi cái dịch cung cấp của bệnh nhân đã đủ chưa, đôi khi mình cho miễn dịch gần thêm thôi, lòng ngực nó không có rung, nó có tăng CO2 thì như vậy mình xem amplitude nó làm sao, mình coi cái nội khí quản của nó có bị tụt nội quản, có tắc nghẽn không, mình coi nó có tràn khí không, mát tự nhiên nó giảm đột ngột thì mình coi kiểm tra nào. Nãy giờ mình không có nhắc cái bass flow ha, thì thật ra trong mỗi cái máy nó sẽ có cái bass flow. Thì bass flow á thì có một số người người ta dùng là dòng lợp, dịch dịch lại vậy, nhưng thật ra dùng cái từ đó mình nghe mình không hình dung được gì hết. Bass flow thực chất nó là một cái lưu lượng mà nó cung cấp vô trong máy, và cái lưu lượng đó nó sẽ tạo cái áp lực cho phổi bệnh nhân. Tức là cái ví dụ như mình mà bass flow mình để cao thì có khả năng sẽ làm cái áp lực tạo cho mình nó nhiều hơn. Bass flow để thấp á, thì nó sẽ tạo một áp lực thấp. À, mình kiểm tra ví dụ như nhiều khi cái bass flow nó bị giảm đi, cho nên khi đó là nó không đủ cái lưu lượng để tạo cái áp lực, nên lúc đó nó sẽ bị giảm. À, rồi cái map của mình coi coi mình cài đặt cái map có chuyện gì không mà tự nhiên sao nó giảm vậy. Rồi mình coi có rò rỉ chỗ nào không, có rò rỉ nó có bị xúc dây hay gì không, rồi hệ thống dây nó có rò rỉ chỗ nào hay không, và những cái báo động mình coi lại. À, rồi thì thông thường á trong HO thì mình cai á, thì nguyên tắc là lúc nào cũng vậy, giảm khi hai mức tối thiểu trước khi giảm mát. Nhưng nếu có trạng khí màng phổi á, mình sẽ ưu tiên giảm mát trước cả cái video này. Thì thông thường ha, mình coi là cái mát của mình nó không được quá lên sườn chính, nếu mà nó cao hơn mình phải giảm mát xuống. Rồi trong quá trình bệnh nhân mình theo dõi bệnh nhân cải thiện tốt thì mình cứ giảm mát từ từ ha, mỗi 1-2 cm nước. Thì khi mát được khoảng 8-10 cm nước, đặc biệt nha, mát mà cần 8 cm nước mình thể cai máy được. Mát mà còn 10 cm nước thì mình có thể chuyển qua máy thường nếu như mình cần. Mình cần cái máy ô cho đứa khác thì mình được quyền. Còn nếu mà mình chẳng cần máy để không mà cho xuống 8 luôn đi. Xuống 8 thì rút ra nội khí quản cho bệnh nhân thở CPAP bao nhiêu? 6 cm nước, đúng rồi ha. Rồi còn cái delta B cũng vậy nữa, delta B thì cứ giảm cứ mỗi đến 2-4 cm nước, đến khi delta B nó giảm vào khoảng 20-25. Thì nếu mà cái delta B giảm cỡ này, mát cỡ này, 20-28 này, rút nội khí quản được rồi. Và nguyên tắc, nếu như bệnh nhân ổn định khí máu thì đừng có giảm tần số. Nó không có giống như những cái kiểu thở khác là mình giảm SIV của giảm tần số nha. Cái này là đừng có giảm tần số. Mình chỉ chỉnh tần số trong trường hợp là mình chỉnh khí CO2, chứ mình không có chỉnh tần số trong tình huống là mình giảm thông số máy. Không cần phải thấy là ô bệnh nhân này đang thở 10 rồi, tôi để 10 rồi ra, bệnh nhân có tự thở không, tôi phải giảm xuống 8, xuống 6, xuống 4 để tôi coi bệnh nhân tự thở, không cần thiết ha. Tại vì bản chất của HO là đang thở tần số cao, nó cần của tần số cao để đưa theo cái tắc như vậy. Cho nên khi mình chỉnh cái tần số đi á, là nó sẽ làm thay đổi rất lớn trong cái VT luôn. Cho nên hạn chế là đừng chạm đến nó nhiều. Và bệnh nhân ổn định với những thông số thấp thì á, một là thích thấp luôn, lúc mở cái quản luôn thở sư bác. Hai là cũng chưa thấp lắm nhưng cần máy cho em khác thì rút qua máy thường. Thì đại khái là không bỏ hai này đi. Rồi. Đó là HFO là vậy. Thành ra là chúng ta HFO á nó dễ hơn, dễ xài hơn, đơn giản hơn là máy thường. Nhưng mà nói chung dầu gì thì cũng phải cần có kinh nghiệm, chứ không thôi mình nhìn vô mình sẽ rất là sợ, mình không biết là bao nhiêu chỉnh, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu rồi áp độ rung bao nhiêu. Chỉ là khi mình đang thất bại mấy thường mình mới chuyển sang HFO, chứ còn không bao giờ nghe từ thường không có chạy. Bây giờ ngay từ đầu ai xài HFO ngay từ đầu có. Đây là những cái nghiên cứu, thì đây là thở tần số cao ha, mà rescue tức là nãy mà mình thất bại đó, thì mình thấy là tức là so sánh giữa cái thở tần số cao với thở máy thường, mà nói về những rescue là tức là cứu sống, cứu bệnh nhân á, cho những bệnh nhân mà bị đây, thì người ta thấy là nó không có sự khác biệt về tử vong, không khác biệt về những tổn thương mà những gọi là khí tổn thương kẽ,
nhưng nó có thể giúp cho giảm giọt rò rỉ khí, nhưng nó lại tăng cái nguy cơ xuất huyết não thấp lên, tại vì cái rung đó làm cho mình nhức đầu, mới muốn cái nhỏ nó biết nó còn nhức đầu đó. Rồi cho nên là thật sự là nó cũng không phải là ưu việt gì hơn nhiều khi nó biến chứng ở những chỗ khác. Cho nên đó, đặc biệt là cái não mà mình cần từ cái não, cho nên mình không có sử dụng nó một cách gọi là thường quy. Đây elective là tức là thường quy nè, giống như là chọn lọc nè, ha. High O cho những cái đứa mà return, những cái đứa sinh đau tháng thì người thấy là sao, so với CV nó không có bằng chứng hiệu quả gì trên cái tử vong thôi. Nó có vẻ như nó giảm được phổi mạng, tại vì mình đang nói lý luận là nó là hoạt động trong cái vùng mà an toàn, nó giảm được phổi mạng, nhưng mà kết quả nó không có đồng nhất trong cái này nó báo cáo gì đó. Tức là có những cái nghiên cứu thì thấy là có giảm, cũng không thấy giảm, tại vì thật sự là cái bệnh phổi mạng đó ngoài cái chuyện là thở máy nó còn một đống chuyện nữa. Ví dụ như mà nếu mà mình cho thở mà mình không quan tâm đến cái chuyện oxy, tại mình này mình đang chuyển chỉ là cái vấn đề về áp lực thôi, mình không quan tâm chuyện oxy cho bệnh nhân thì nó vẫn có thể bệnh phổi mạng như thường. Mà những cái mà để làm giảm phổi mạng thì hay nhất vẫn là không có thở máy, hay nhất vẫn là thở không thôi, nhưng là không xâm lấn, đúng không? Mà thật ra không xâm lấn giữa NIV với CPAP nó cũng khác nha. Không xâm lấn NIV nó vẫn có loạn sản hơn là không xâm lấn CPAP. Rồi, nó có tăng rò rỉ khí. À, nói chung là nó có nhiều thứ lắm, mà mình thấy kết quả nó khác lạ lắm. Mặc dù mình nãy là trong cái cơ chế của cái trong cái mà chuyển qua, mình thấy là mấy đứa bị tràn khí màng phổi á, thì mình chuyển qua đây để mình nhằm mục đích cái đứa thể tích thấp hơn để giảm hơn, nhưng mà rõ ràng các em cũng nói là nó có tăng rồi khí, cho nên là nó có nhiều cái nó không có đồng nhất trong cái phần mà hướng dẫn. Rồi nó giảm rót ha, thì nhiều khi là nó cái này nó oxy của mình nó thấp hơn, có thể là vậy, và nó không sự khác biệt của tổn thương này. Cho nên về nguyên tắc không cần thiết phải là chọc nó ngay từ đầu, mà mình chỉ biết là nếu như mình cho thở kia thất bại, mình đáng lẽ nguyên lý phải tăng nữa thì bệnh nhân sẽ tổn thương hơn, thì mình chuyển qua mà. Rồi xong rồi đó. Rồi còn hỏi gì nữa không, thắc mắc gì không? Mai mốt mà mình có ô đi rồi xong rồi mình làm mình coi lại rồi mình tự thì hỏi, nhưng mà quan trọng ha là phải coi cái rung. Mình phải biết giá trị áp lực bao nhiêu, mình coi trên cái máy cũ, cái máy mà đang ở cái thường áp lực nhiêu chuyển qua đây, để mình có cái giá trị để mình làm cái định, nó kêu ra điều dưỡng kéo ra rồi chết rồi nãy quá, chưa coi áp lực nhiều hết. Nhớ coi cái áp lực đó, nhớ nhìn cái độ rung của nó rồi kiểm tra. Thật ra thở ô cũng dễ, thì chỉ có một số cái, ví dụ như là khi mà chuyển qua coi chừng là bệnh nhân bị tụt huyết áp, lưu ý người này ca máy nên là tích hợp luôn cả thương cả ô luôn, nên đâu cần bị đổi máy. Dạ đúng không? Nhưng mà mình phải nhớ coi cái số chuyển qua đâu cần đổi máy, cái máy nó vẫn chung. Còn tụi em thì tại vì tụi em có chứ nhà nghèo lắm anh ơi. Không, do mình mua sắm trước ấy.